Hiện tại có khoảng 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Mục tiêu của các doanh nghiệp là tạo ra lợi nhuận và tăng trưởng liên tục. Chính vì vậy, Việt Nam được coi là điểm đến, là quốc gia đầu tư rất tốt đối với doanh nghiệp Hàn Quốc. Trước đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu đầu tư vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây so với Trung Quốc, Việt Nam đã tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp Hàn Quốc sản xuất và hoạt động, kéo theo sự gia tăng về đầu tư của các doanh nghiệp Hàn. Trong thời gian tới, các bạn sinh viên theo học tiếng Hàn, tiếng Anh sẽ có nhiều cơ hội để xin việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc tại Việt Nam, bởi nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực này là rất lớn.